các bạn, đây là những phút cuối cùng của trận đấu Dương Anh Gia Lai. Và lúc này đội chủ nhà được phạt góc. Và hết giờ rồi. Một trận thắng phải nói là rất kịch tính của Anh Gia Lai. Niềm vui của ban huấn luyện. Xin chào tất cả các bạn nhé. Mỗi người một chia sẻ đi. Niềm vui của các cầu thủ và ban huấn luyện của Anh Gia Lai. Niềm vui của Lê Xuân Trường. Xuân Trường đã rời sân ở những phút cuối cùng của trận đấu. Cầu thủ xuất sắc nhất là Lương Xuân Trường. Trường là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay. Trường đã tung ra một đường truyền có thể nói là tuyệt vời để Minh Vương gỡ hòa 1-1, và đó là bước ngoặt của trận đấu này. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Giỏi, đại diện nhà tài trợ chính nhãn hàng hiệu thuốc Tân Lộc, vị cầm đơn World Cup A47 sẽ trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của cầu thủ Lương Xuân Trường. Xin chào Trần Toại, chào anh Ánh nhá. Mỗi anh em một chia sẻ đi. Xuân Trường là cầu thủ đạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ở trận đấu này. Và phần thưởng là 10 triệu đồng. Xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Văn Giỏi và một lần nữa xin chúc các cầu thủ Lương Xuân Trường. Xin mời huấn luyện viên trưởng của hai đội và các phóng viên vào phòng họp báo. Chào tất cả các bạn nhé, mỗi người một chia sẻ đi. Đây là một trận thắng rất quan trọng của Hoàng Gia Lai. Gia Lai đã vươn lên vị trí thứ 12, vượt lên Thanh Hóa. Đang có những bức xúc phải nói là cực kỳ lớn vào lúc này của cổ động viên Đà Nẵng. Ngay sau bàn luyện của LHB Đà Nẵng này là các cổ động viên đang cực kỳ bức xúc với ban trọng tài. Một trận đấu rất căng thẳng. Xin chào tất cả các bạn nhé. Không biết cảm xúc của các bạn nào, nhưng mà ngày hôm nay sân vận động Pleiku rất sôi động. Để Châu Ngọc Quang, cầu thủ đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Tự hào khi được tập trung đội tuyển quốc gia, nhưng mà trong đó một phần áp lực khi mà thi đấu
thi đấu các đội đại tuyển, em sẽ cố gắng để phong độ tốt hơn ở câu lạc bộ để giúp đội tuyển đi lên. Trong đợt triệu tập sắp tới thì Park Seo đã gọi rất nhiều tiền đạo như là Hà Minh Tuấn, Anh Đức, Tiến Linh, Quản Văn Toàn, có cảm thấy áp chút áp lực nào không trước sự dậy của nhiều tiền đạo chất lượng như hiện nay? Em nghĩ thì tất cả các cầu thủ tiền đạo hiện nay ở đội tuyển ra đều có phong độ cao và mỗi người đều có một lợi thế riêng, thì em nghĩ là huấn luyện viên Park sẽ biết sử dụng những cầu thủ nào, và khi mà lên mà đối đợi diện với cả những cầu thủ chất lượng như thế thì em càng cố gắng hơn để thi đấu. Ở trận đấu trước gặp Thái Lan ở Kiev Cup thì Văn Toàn chưa được may mắn cho lắm khi chưa có bàn thắng, vậy thì Văn Toàn hy vọng rằng lần này mình sẽ có được bàn thắng và lối đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup sắp tới. Em sẽ cố gắng để ghi bàn trong trận đấu sắp tới, thì hiện tại em đang rất là tự tin với phong độ của mình và em hy vọng là điều đó sẽ giúp em cái gì được đưa ra sẽ có bàn thắng trận đấu sắp tới. Cuộc cuối cùng là Toàn nhận định thế nào về chặng đường còn lại của Hoàng Gia Lai trong quãng đường bốn vòng đấu? Em nghĩ là chặng đường sắp tới rất là khó khăn, nhưng mà chúng em sẽ không bỏ cuộc bất kỳ trận đấu nào, thì em nghĩ là đội em được khán giả hâm mộ rất là yêu quý nên về chúng em sẽ đá hết sức mình dù từng trận một mà kiếm điểm từng trận một để Toàn với cái nhà này. Cảm ơn Toàn và chúc Toàn và đội bóng sẽ có kết quả tốt, và riêng cá nhân Toàn sẽ được những thành tích tốt khi được lên tập trung tuyển quốc gia trong đợt tuyển tập sắp tới. Đó. Cảm ơn Toàn. Toàn đấy, chúc mừng lên tuyển cố gắng. Cảm ơn anh. Như vậy là chúng ta vừa đến với những chia sẻ của Văn Toàn. Văn Toàn cho biết là đang rất quyết tâm để giúp cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận đấu sắp tới. Cùng với đó là những niềm tin về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có thể trụ hạng mùa giải này. Và không khí trên sân Pleiku rất tuyệt vời. Xin chào Thúy Thúy nhá. Rất nhiều các cảnh sát cơ động đang có mặt tại sân Pleiku lúc này, bởi vì có một số cổ động viên SHB Đà Nẵng đang tỏ ra rất bức xúc với trọng tài. SHB Đà Nẵng lúc này vẫn chỉ có được 27 điểm và chưa an toàn. Họ chỉ hơn Hoàng Gia Lai đúng 1 điểm. Hoàng Gia Lai có được 26 điểm, vượt lên trên Thanh Hóa để xếp vị trí thứ 12. Xin chào Ly Tuyết, chào Tặng Ba, chào Cẩm Tú. Bây giờ thì tôi sẽ tạm thời kết thúc live stream ở đây. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này là Lương Xuân Trường các bạn nhé. Đây là một cái động viên rất lớn để Xuân Trường lên tuyển sẽ có được phong độ và sự tự tin cao nhất. Ngày hôm nay EHB Đà Nẵng đã có được bàn thắng dẫn trước, tuy nhiên sau đó để cho Hoàng Anh Gia Lai lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Chào Hồng Minh, chào Thúy Mai. Không biết cảm xúc của các bạn lúc này thế nào. Chào Hoàng Oanh, chào Thái Thị Thúy Hằng. Năm tuyển thủ của Hoàng Anh Gia Lai, năm tuyển thủ quốc gia đều có mặt ở trận đấu này và họ đều khỏe mạnh sau trận đấu các bạn nhé. Tất cả đều đã sẵn sàng cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan tại Bangkok vào ngày 5 tháng 9 sắp tới. Chào Biển Nhớ, chào tất cả các bạn. Hoàng Gia Lai phải nói là đã có một chiến thắng quá quan trọng. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này là Lương Xuân Trường các bạn ạ. Đã có bộ phận an ninh đã phải có mặt ngay sau khi trận đấu kết thúc ở khu vực ban huấn luyện của EHB Đà Nẵng, bởi đã có nhiều cổ động viên của Đà Nẵng bức xúc với quyết định của các trọng tài. Chào Nguyễn Quỳnh, chào Bảo Hân, chào Thành Trần. Bây giờ thì tôi sẽ tạm thời kết thúc live stream đây nhá. Hẹn gặp lại ở những video ngay sau trận đấu mà tôi sẽ up lên on spot.